Bữa nay tôi lại phát hiện được một hộp cơm trắng nhưng mà nó ở bên Nhật. Cùng tôi coi thử nó có gì xịn sò, bán tới 51.000 một hộp nha mọi người. Lần đầu ăn thử. Bán cho em một cái đồ gà này thôi, bỏ bán cơm luôn. Bán đồ gà chứ cho em được không? Xin giới thiệu với mọi người hộp cơm trắng 51.000 của tôi. Cơm trắng này nó rất là lạ mọi người. Không hiểu sao người ta để trên đây là tôi phải bỏ vô nước sôi, tôi nấu ít nhất là 18 phút. Mà mọi người thấy cái hộp cơm này nó nhỏ xíu à, nó cũng đâu có bự lắm đâu. Tự nhiên tôi cảm thấy khi nào nấu nó ra cháo luôn không. Nên tôi nấu có 10 phút thôi. Bây giờ mình sẽ mở ra coi những hạt ngọc trong đây có gì đặc biệt ha mọi người. Chiêm ngưỡng tận mắt những hạt ngọc 51.000. Kiểu mình nhìn nó nở hơi to mọi người. Nó không có kiểu thon thon gọn gọn nó mớm như bên Việt Nam của mình. Với lại mình đụng vô nó kiểu nó cũng nhão nữa. Tôi coi trên cái vỏ thì người ta để đây là hộp gạo Uruchi của Nhật Bản. Cơm mặc dù mọi người thấy nó nhão nha, mình ăn vô mình cảm giác nó rất là dẻo, rất là dai luôn mọi người. Ví dụ như hạt gạo Việt Nam mình là 100%, thì hạt gạo Nhật là tôi ăn thấy nó giống khoảng 80% á mọi người. Nhưng mà cái hạt gạo của nó mọi người kiểu nó không có được thơm thơm nha, nó cái mùi nó bình thường lắm, nó không có gì hết. Để tăng thêm phần kịch tính thì tôi sẽ làm món cơm tóm mọi người. Nhưng mà không phải thịt heo mà là thịt gà. Cái nước mắm ở đây người ta làm hơi ngọt mọi người, chan vô cơm cảm giác nó hơi lỏng bỏng một xíu. Nhưng mà được cái nha mọi người, tôi cảm giác là cái hộp gạo này nó thấm nước mắm rất là nhiều luôn đó. Mình ăn là mình cảm thấy cái hộp cơm nó ngập trong nước mắm luôn, nó rất là đậm đà cái hộp cơm. Kiểu cái hộp cơm nó trơn, nó không có khô như gạo tắm mọi người. Ăn vô nó lạ mà nó cũng hay. Giờ mình sẽ ăn chung cơm với gà. Kiểu như hồi nãy mình ăn cơm với nước mắm thôi thì mình cảm thấy nó cũng ngon vừa thôi, nó không quá đặc sắc. Nhưng mà mình cắn miếng gà vô một cái mọi người, hương vị nó bùng nổ, nó nhức cái nách lên liền. Đúng là ông trời sinh ra nước mắm pha ăn chung với cơm với đồ nướng nó mới hợp mọi người. Không thể làm chạy đi đâu được luôn. Mà dùng hai từ để nói về cảm xúc của tôi lúc này thì chỉ có thể là bùng nổ. Còn bây giờ thì tôi sẽ ăn hết cái dĩa cơm này tại vì nó ngon quá mọi người. Hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye.